ngày xưa là bị à, em thì nổi tiếng là ngày xưa là bị đau đầu và từ cái thời mà học sinh cấp 3 ấy à, thì bắt đầu là cứ đến những cái cái, cái cái gọi là những cái ngày mà đến tháng con gái ấy, thì những cái giờ học buổi chiều là em sẽ không có học được bởi vì ngày xưa thì ở trường em thì buổi sáng là học chính và buổi chiều là học chuyên đề và học thể dục à, và em nhớ là có những cái ngày mà kiểu như là đến những cái tiết tiết cuối của buổi sáng ấy mà mình đau đầu đau bụng xong rồi nôn mửa các thứ là không học được luôn và phải xin thậm chí là có khi còn phải là có người đưa về hoặc là có khi là phải có người nhà sang trường nghỉ đón à, nhưng mà thực sự là à, cái tình trạng đấy nó vẫn kéo dài cho đến tận những cái năm mà sang sang đi học trường y rồi vẫn bị như thế và đến khi mà uh, dùng sang wellness của mình à ngày đấy thì còn bị theo kiểu như là kinh nguyệt là không có đều ấy lúc ngắn lúc dài rồi các thứ ấy thì thì rất là may mắn là từ ngày mà dùng wellness thì em thấy là uh, uh, cái 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 chu kỳ của mình nó rất là đều hàng tháng thì nó chỉ khoảng lệch khoảng 1 đến 2 ngày thôi ví dụ như là 28 đến 30 ngày trong cái khoảng đấy là kiểu gì cũng có luôn đó thế thì đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là ở những cái ngày mà gọi là những cái ngày mà, mà, mình bị thì mình cũng cảm giác vẫn hoàn toàn bình thường vẫn đi tập yoga là mình vẫn tất cả mọi thứ là vẫn bình thường coi như là không coi như là một ngày bình thường thôi đấy rồi thứ hai nữa là cái vấn đề đau đầu thì nó thực sự là nó cảm cải thiện rất rất nhiều bởi vì em ngày xưa là đau đầu thì em nhớ là cái hồi còn bé thì bố mẹ hay 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 có cái lọ thuốc viên em mua ở ngoài hiệu thuốc có 5.000 một vị một, một, hộp ngày đấy thôi cái viên đấy gọi là viên viên thuốc thần kinh màu nó tím tím của thần kinh trung ương 3 hay trung ương một gì đấy em nhớ ngày đấy là em nhớ là người lớn thì uống hai viên nhưng ngày đấy là em bị đau đầu quá đã phải uống tới hai viên giống như nhiều người lớn rồi và rất là biết ơn là đến bây giờ thì sau rất rất nhiều năm thì mình đã không không cần phải dùng đến thuốc tây để cải thiện những cái cơn đau đầu của mình nữa và cái vấn đề sức khỏe của mình cũng tốt lên rất là nhiều Thực sự là rất là biết ơn Garnet đã giúp cho bản thân em và gia đình có thể có sức khỏe tốt hơn. À, nên là anh chị em cô bác nào mà nhà mình biết ai mà bị những cái vấn đề như thế thì nhà mình à, có thể là chia sẻ nhé. Em thì à, à, ngày xưa chưa có điều kiện khi bắt đầu dùng. À, em bắt đầu dùng Garnet thì khi đấy là dùng à, một viên dầu cá để bổ sung vào cái... À, lúc mong lúc mà em bắt đầu bầu cái bạn đầu tiên thì lúc đấy là chỉ có dùng thêm một viên dầu cá thôi nhưng dần dần khi mà tìm hiểu về granet thì thấy được là rất nhiều cái nhu cầu của mình có thể là thay thế được à, à, ví dụ như ngày đấy bầu thì vẫn mua thuốc bổ bên ngoài thế thì ngày thì khi mà có kiến thức thì à, tìm hiểu là thay thế sang granet à, rồi sữa bầu cũng uống thì thay thế sang granet và dần dần thì à, từ cái việc nó cải thiện được đau bụng kinh đó thì em đã cũng thêm được rất nhiều những vấn đề khác ví dụ như là em cũng bị uh, trào ngược dạ dày này, và polyp HP dương tính này, uh, và dường như là cũng rất nhiều vấn đề sức khỏe. Rồi cũng có rất nhiều người nhìn thấy em là ngày xưa thời sinh viên ấy thì em rất là béo uh, khoảng độ 58 đến 60 cân là cân nặng trung bình của em. Đấy, nhưng mà uh, gọi là uh, nhưng mà cũng nhờ có việc là mình dùng dinh dưỡng uh, thì mình cũng đã có thể là kiểm soát được cái cân nặng của mình rất là tốt. Uh, mình uh, có thể điều chỉnh được cái vóc dáng như ý của mình. Uh, thì bây giờ trung bình thì cân nặng của em khoảng độ uh, 50, 51, 52 nó chỉ dao động ở mức đấy thôi. Và là không có bị tăng lên và cảm thấy thực sự là rất là biết ơn Granet đã giúp cho bản thân hồng có thể là sức khỏe gần như là bước sang một cái trang rất là mới không có phải kiểu như là không có phải đến bệnh viện thường xuyên để nội soi dạ dày hay là không có phải tạt qua hiệu thuốc tây để mua những cái liều thuốc giảm đau ở trong những cái ngày mà mình đến tháng nữa. Đấy nên là rất là biết ơn Garnet và cảm ơn cả nhà mình